Trời ơi. Rồi bữa nay chụp vào trang cho em mẫu loa tầm trung. Đó. Em này đi chơi vô lật là hết bài hết sảy luôn. Ha. Đây, đi em. Tặng kèm 2 mic. Đó. À, đi kèm em nó là 2 mic. Đó. Thiết kế là bằng gỗ nè. Bọc kim loại, 4 góc luôn. Đó, chỉnh và đặt. Đó. Em này ha là một con bát bên này, thêm một con bát bên này, một con chép ở trên, lỗ thông hơi ở đằng trước. Hai em bát này là hai em bát 15. Hai em bát 15. Một con chép đều lỗ thông hơi ở trước. Thì lỗ thông hơi ở trước để làm gì? Để cho anh chị em á, mình để cái loa này nè sát tường mình chơi, đỡ chiếm diện tích nè, là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là cái âm thanh nó vẫn y chang như là mình để ở cái nơi bình thường ở ngoài. Đó. Không ảnh hưởng tới âm thanh của em nó. Rồi. Thì cái chính vậy này là gì? Nó tiện lại cho em đó, mình sách đi du lịch, đi chơi, đi cà phê, đi nhậu, quá dễ dàng luôn đó. Và cái này là cái hệ thống tinh chỉnh của em đó nè, đó mình đủ bát chép đó cho cái loa nè, bên đây là cho mic đó, còn hai cái này là mic nè, ở trung á đó, vừa mic mà vừa loa luôn đó. Em nào tiện lợi hơn em này nữa đâu đó, đúng không chị? Thì anh chị em nào muốn em test về cái âm thanh của em nó cũng như là về mic chuyên sâu hơn xíu, để lần lượt ở dưới, còn anh chị em nào thích nó bấm vào phần giỏ của em nhé. Rồi.